Nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ yêu Thomas Rosicky. Đó là câu nói khắc sâu vào tâm trí của các Gunner do đích thân huấn luyện viên Arsene Wenger phát biểu vào năm 2015. Sau khi Rosicky tỏa sáng với một bàn thắng đẳng cấp giúp Arsenal giành chiến thắng 3-2 trước Brighton tại FA Cup. Đó cũng là khoảnh khắc lóe sáng gần như cuối cùng của chàng tiền vệ tài hoa người Cộng hòa Séc. Một nét đẹp hiếm thấy của bóng đá hiện đại, nhưng quá đen đủi bởi quá nhiều chấn thương đeo đẳng tới những ngày cuối cùng của sự nghiệp quần đùi áo số. 10 năm khoác lên mình màu áo đỏ của pháo thủ thành London, Rosicky đã không biết bao nhiêu lần làm bừng sáng những khán đài sân Emirates bởi cái thứ ma thuật của mình. Nhưng đáng tiếc, thời gian anh xuất hiện trong bệnh viện còn nhiều hơn trên sân, để lại nỗi buồn và sự nuối tiếc không chỉ cho các Gunner, mà cho tất cả những người hâm mộ bóng đá. Một thứ bóng đá đẹp và làm mê mẩn cả những tín đồ túc cầu khó tính nhất. Rosicky gia nhập Arsenal vào năm 2006, sau 5 năm tương đối thành công cùng đội bóng hùng mạnh của Đức là Borussia Dortmund. Chữ ký của Rosicky từ một đội bóng lớn như Borussia Dortmund mang đến sự hào hứng tột độ cho các cổ động viên của Arsenal. Một cầu thủ hoàn hảo với triết lý Wenger, tiền vệ tài hoa người Cộng hòa Séc cho thấy sự thích nghi ngay lập tức với các đồng đội ở London. Anh xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-5-1, gây xáo trộn hàng thủ đối phương, bổ sung đẳng cấp và kỹ thuật cho hàng tiền vệ cùng những cú sút xa chính xác như một tay thiện xạ. Trong trận đấu chính thức đầu tiên với Arsenal ở Champions League, Rosicky đã nổ súng góp công vào chiến thắng 2-1 trước đại diện của Đức là Hamburg. Những ấn tượng sau đó là cú đúp vào lưới Liverpool ở FA Cup ngay tại Anfield, giúp Arsenal thắng 3-1. Cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Cộng hòa Séc năm 2006. Mùa đầu tiên, Rosicky ghi 6 bàn sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường. Khởi đầu không tệ với một tân binh ở giải đấu khốc liệt nhất hành tinh. Nhưng những chấn thương đã cản bước anh vươn lên đẳng cấp cao nhất. Rosicky mất cả mùa 2008-2009 vì chấn thương gân queo. Và thậm chí có thông tin cho rằng anh đã phải luồn dây thép vào chân sau nhiều lần phẫu thuật thất bại. Sau chấn thương nặng đó, tiểu Moza đã không bao giờ trở lại là chính mình. Anh vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng và là thần tượng của sân Emirates như khi ghi bàn trước kẻ thù đáng ghét nhất, gã hàng xóm Tottenham, hay bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước gã khổng lồ AC Milan ngay tại San Siro. Vết đau gót ở Euro 2012 gần như đã đánh gục Rosicky. Anh trải qua 3 năm tồi tệ và khi mới trở lại với thể lực tốt nhất, ghi bàn và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 3-2 trước Brighton nói trên, anh lại chấn thương rồi bỏ lỡ giai đoạn còn lại của mùa giải. Những chấn thương vừa kể chỉ là một vài trong vô số những chấn thương lớn nhỏ mà Rosicky gặp phải suốt sự nghiệp, đặc biệt là 10 năm cống hiến cho Arsenal. Mùa hè 2016, Rosicky trở về câu lạc bộ thời thơ ấu, nơi đã nuôi dưỡng và dìu dắt anh những bước đầu trong sự nghiệp Sparta Praga trước khi chính thức giải nghệ tại đây. Một sự chia tay đầy tiếc nuối và nước mắt, xem lẫn là cả những đau đớn, không chỉ của Rosicky mà của người hâm mộ bóng đá khắp nơi trên toàn thế giới. Nếu có một điều ước, hẳn tất cả đều ước cho Rosicky không phải chịu những đau đớn, nuối tiếc trong sự nghiệp. Tạm biệt anh, tạm biệt những bản giao hưởng sân cỏ mà anh tạo ra, tiểu Moza.